Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Tình yêu mận ngọt, tập 26. Vậy nên các cậu muốn nói gì? Này Lim Đi Hành, thất vọng thật đấy, cậu không nhớ sao? Chú tớ có hứa sẽ cho mượn nhà nghỉ trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc mà. Đến đó chơi đi. Nhà nghỉ? Lại đang nói cái gì vậy trời? À, nhưng nghe nói cậu bận đi học thêm nên không liên lạc gì được luôn. À, do tớ tắt thông báo đấy. Tớ đã bảo bật thông báo lên đi mà. Khi nhắn tin với mình, chưa tới 5 phút cậu ấy đã rép lại dù đã khá muộn. Làm gì vậy? Cậu làm gì thế? Đang làm chơi? Này này, mình mà không rép là cậu ấy lại nhắn tiếp, hoặc là sẽ gọi điện thoại đến, hoặc là sẽ đến trước tận nhà mình luôn. Nghĩ đến việc mình được đối xử đặc biệt như vậy làm lòng mình thấy ngứa ngáy ghê. Vậy tính nào đi đây? Thật ra tớ chẳng quan tâm ngày nào đây. Có lẽ đi chung với chị Hưng In được không? Tớ yêu chị ấy chết mất. À, đừng nói mấy câu ghê tởm đó nữa. Đi du lịch với bạn khác giới sao? Ngay cả khi họ không hẹn hò với nhau sao? Mình với Lim Dae-han cũng đang hẹn hò. Nếu vậy thì tôi cũng muốn. Tôi đi cùng có được không? Không được. Tại sao? Vẫn đi cùng thôi mà. Gần đây hai cộng cũng thân nhau mà. Không được. Đi mua nước gì đi? Nhà tớ không có gì ngoài nước lọc cả. Sao đột nhiên vậy? Tớ khát không chịu nổi đây. Được thôi, đằng nào tớ cũng định ra ngoài mua gì đó. Bịch bịch, cũng chẳng có gì thú vị đâu. Sao lại đòi đi theo vậy chứ? Sao tôi không được đi chứ? Chẳng phải cậu tính đi chơi với người khác sao? Gì chứ? Vậy tại sao cậu lại không muốn tôi đi chứ? Không phải tôi không muốn. Lần sau cùng đi. Chắc tính đi đến đó rồi làm mấy trò kỳ lạ chứ gì. Mấy đứa đó chắc chắn sẽ rủ uống rượu mà. Tôi cũng có thể uống rượu mà. Hồi đi thực tế tôi cũng từng uống thử một ly rồi mà. Tôi cũng có thể uống rượu. Dù vậy cũng không được. Dù sao thì tôi cũng sẽ không đi. Sao lại cọc cần vậy chứ? Tôi cũng muốn được cùng đi du lịch với bạn của cậu mà. Mỗi hai chúng ta đi cũng được mà. Sao lại muốn đi vậy chứ? Tôi muốn thân với bạn của cậu hơn mà. Tôi không muốn cậu thân với họ đâu. Lim Dae-han, tôi cùng đi với nhé. Cậu tính hết rồi đúng không? Xin lỗi mà. Được thôi, cùng đi thôi nào. Mở cửa cho tụi tôi với. Rầm rầm. Tôi đi mở cửa cho họ nhé. Vậy nên mình đã cùng đi du lịch với các bạn của Lim Dae-han. Rào. Đi đúng lúc bão đến, chẳng đúng lúc tí nào. Không nóng mà.
sao hai cậu cứ dính lấy nhau thế? Sao cậu lại ở đây? Cậu chẳng hú tớ một câu. Lim Đê Han bảo tớ chỉ cần lê cái xác đến thôi. Rào. Đến đủ cả chưa? Tớ đã chất mấy đồ đi chợ lên xe của chú hết rồi. Đang đậu bên đường á. Đi thôi. Đi thôi. Sao lại dính vào chuyện này vậy? À, chỉ là mấy bạn đi chơi, tớ cũng muốn đi chung nên là chắc là sợ cậu thấy chán. Vì chỉ có mình cậu nên cậu ấy mới rủ tớ đi cùng chứ gì. Nổi cả da gà. Rầm. Cho đến lúc đó mình vẫn chưa biết gì. Rào. Bỏ ra. Rào. Hoàn toàn khác xa.